dưới góc nhìn của anh, cơ hội nào cho những anh em tham gia cộng đồng mà lại có thể đem cái năng lực của mình phát triển thành các sản phẩm cung cấp ngược cho các doanh nghiệp? Đúng là anh Hậu là làm trong doanh nghiệp và cũng trải qua rất nhiều những cái doanh nghiệp khác rồi, các cái lĩnh vực rồi, nên là câu hỏi của anh đúng là anh trúng vào cái điểm hiện nay. Nó là một cái gọi là cũng không phải là một cái gì đấy xa lạ, nhưng mà trong lực lượng anh em IT mà trước đây thì khi mà chúng ta có một cái chiêu gì đấy chúng ta nghiên cứu ra là chúng ta sẽ giữ, kiểu như là giữ giấu nghề hay gọi là giấu nghề. Thế thì dẫn đến là trong cộng đồng lúc đầu, thời kỳ đầu khi biết cộng đồng cũng vậy, là có những chiêu giấu nghề như vậy. Thế thì là ông này biết một góc, biết một góc, và chúng ta đầu ra là không ra được một cái gì cả đó. Thế thì nhận được cái việc đấy và cũng nhận ra được cái, vì là cũng em cũng là trình viên, cũng là dev, và cũng có trong quá khứ đã từng có những cái giấu nghề như vậy đó. Thế thì bắt đầu mới hô hào tổ chức những buổi offline định kỳ, tổ chức những buổi cà phê talk định kỳ để mà anh em gọi như là gì nhỉ, mưa dầm thấm lâu. Và anh em đã dần trong cộng đồng em đã bỏ qua cái việc đấy, mọi người hợp lực cùng nhau đứng lên chia sẻ những phần gì mình biết cho những người còn lại, và những người còn lại chia sẻ ngược lại để làm gì. Khi đó thì chúng ta hợp lực cùng nhau, chúng ta làm một cách nó chung tay thì mới mong ra được một cái sản phẩm. Và lại một lần nữa là nhắc gì, chúng ta lại phải kết hợp với doanh nghiệp, để cái team mạnh đấy rồi, với công nghệ rồi, nhưng kết hợp doanh nghiệp thì mới ra được những cái giải pháp mà có thể bán lại cho doanh nghiệp, tính thực tiễn cao, bán lại được. Đó. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục lại giấu nghề thì chúng ta lại quay về là những lập trình viên trong phòng lab.